Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Chương 816, ghen tị đến đỏ mắt. Ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Trong đại sảnh của giai đoạn đầu tiên của dự án vùng hoang dã thành Bắc, hàng trăm bàn trưng bày món ngon để chiêu đãi quan khách, phàm là những người có uy tín ở khu Giang Nam đều đến tham dự đông đủ. Gia đình quyền quý, nhân vật có tiếng trong xã hội, ngôi sao có sức ảnh hưởng đều được mời đến khiến cả hội trường trông vô cùng bắt mắt, tiếp đó mọi người lần lượt vào chỗ của mình. Xung quanh hội trường có các màn hình lớn hàng trăm inch, mỗi màn hình tương ứng với một phòng phát sóng trực tiếp, hàng trăm phòng phát sóng trực tiếp tương ứng với hàng chục công ty châu báu. Hôm nay đại đa số các công ty châu báu của khu vực Giang Nam đều liên hợp lại để tổ chức hoạt động phát sóng trực tiếp công đoạn gia công, đây coi như một bữa tiệc lớn của các công ty châu báu, cũng là bữa tiệc lớn của toàn bộ khu vực Giang Nam, đồng thời thông qua bữa tiệc này tạo khởi đầu tốt cho dự án mặt hàng xa xỉ của vùng hoang dã thành Bắc. Để càng nhiều người sẵn sàng chi tiền khi đến đây, có thể nói đây là một bữa tiệc có lợi cho hầu hết mọi người. Vì hôm nay là cuối tuần cho nên mọi người đều được nghỉ ở nhà, nhờ đó họ có thời gian và sức lực đến tham quan buổi tiệc này. 10 giờ sáng, tiếng chuông đồng hồ vang lên. Ninh Mộng Nghiên mặc một chiếc váy dài màu trắng phối với nhiều trang sức quý giá khác nhau, lúc cô bước lên sân khấu cùng với Giang Sách đã thành công thu hút sự chú ý của công chúng. Dưới ánh sáng của buổi tiệc và vô số trang sức lộng lẫy khiến vẻ đẹp diễm lệ của cô lại càng trở nên duyên dáng và sang trọng hơn. Một vẻ đẹp độc nhất vô nhị, một vẻ đẹp rạng ngời khiến ánh mắt của tất cả đàn ông có mặt tại hội trường đều bị hấp dẫn, ai cũng hâm mộ Giang Sách vì anh đã cưới được một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Không chỉ có cánh đàn ông, ánh mắt của tất cả phụ nữ ở đây cũng bị hút hồn bởi gương mặt Đinh Mộng Nghiên, bọn họ đều ghen tị với gương mặt hoàn hảo giống như tuyệt tác từ Chúa Trời của Đinh Mộng Nghiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ trong nháy mắt, hội trường vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người, tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu vẫn không chưa có dấu hiệu giảm bớt, Đinh Mộng Nghiên không còn cách nào khác chỉ đành giơ tay ra hiệu mọi người im lặng trong giây lát. Mãi đến khi tiếng vỗ tay ngừng hẳn, cô mới cười nói, kính thưa quý vị quan khách, quý ông quý bà, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian bận rộn của mình để đến tham gia hoạt động phát sóng trực tiếp ngày hôm nay. Hoạt động lần này do Châu Báu Hằng Tinh đi đầu liên kết với hàng chục công ty châu báu đồng tổ chức, tên của các thương hiệu châu báu đang được hiển thị trên bức tường triển lãm phía sau. Ống kính máy quay di chuyển ra phía sau, góc máy được di chuyển chậm lần lượt lướt qua tên của các thương hiệu châu báu được hiển thị trên bức tường. Đợi cho máy quay di chuyển đến hết tên của các thương hiệu, Đinh Mộng Nghiên mới nói tiếp, được rồi, tôi cũng không nói mấy lời không cần thiết nữa. Tôi nghĩ mọi người hy sinh thời gian quý báu của mình đến đây không phải để nghe tôi nói những lời vô nghĩa, mà là đến xem phần gia công đặc sắc của các nghệ nhân. Thế thì hoạt động phát sóng trực tiếp sẽ chính thức bắt đầu. Hội trường lại vang lên những pháo tay hết sức nồng nhiệt, Đinh Mộng Nghiên bước xuống khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Lúc mọi người đang chuẩn bị ngẩng đầu theo dõi hình ảnh từ phòng phát sóng thì giọng nói đầy nghiêm khắc nhân viên bảo vệ từ ngoài cửa truyền vào, đây không phải là nơi các người có thể vào, đi. Mau đi đi. Nhân viên bảo vệ chưa kịp nói hết câu thì cửa chính đã bị đẩy ra, một nhóm người hùng hổ xông vào. Ai to gan lớn mật dám gây sự trong hội trường phát sóng trực tiếp quy mô lớn như vậy. Mọi người đều biết hôm nay các nhân vật nổi tiếng trong xã hội đều sẽ có mặt ở đây, người bình thường căn bản không dám tùy tiện làm bừa chứ đừng nói là đến để gây sự. Mãi cho đến khi mọi người quay đầu mới thấy rõ người đến là ai, mới hiểu tại sao anh ta lại can đảm như vậy. Người đó không phải ai khác mà chính là Rip. Rip cũng từng tiến hành hoạt động phát sóng trực tiếp nhưng lần phát sóng trước của anh ta không những không thành công, mà ngược lại còn khiến bản thân phải nhập viện vì nôn ra máu. Anh ta đến đây làm gì? Cảm thấy lần trước vẫn chưa đủ bẽ mặt à? Ha ha, nếu tôi đoán không lầm thì chắc là anh ta đang ghen tị đến đỏ mắt với Giang Sách nên mới cố ý đến đập phá hội trường. Đập phá, người như anh ta cũng xứng sao? Hôm nay những người có mặt ở đây có địa vị thế nào hẳn ai cũng biết. Rip không có công ty, tiền cũng không có, thế thì lấy cái gì đối đầu với Giang Sách? Không ai xem trọng Rip, nhưng Rip không bận tâm mà chỉ đứng đó vỗ tay một cái, Đan Long Hưng đứng phía sau anh ta lập tức hét lên, mang lên đi. Tức thì, hai tên thuộc hạ của anh ta nhanh chóng khiêng một cái cáng đến. Rip nhìn Giang Sách đang đứng cách đó không xa nói, xếp Giang. Tôi nghe nói hôm nay anh sẽ cho phát sóng công đoạn gia công trực tiếp gì đó ngay tại đây, tôi là người từng trải nên tôi cảm thấy rất lo lắng cho sự an toàn của anh đấy. À không, tôi còn đặc biệt chuẩn bị cho anh một cái cáng,
đợi đến lúc anh tức giận hôn mê thì đúng lúc có thể sử dụng nó đấy. Nói vậy khác nào nguyền rủa người ta đâu chứ. Ở hội trường có rất nhiều bạn bè người quen của Giang Sách đều không thể chịu đựng được, đặc biệt là Đinh Phong Thành, bọn họ đã sẵn sàng gọi người đến để tống cổ đám người đến gây rối này ra ngoài. Nhưng từ đầu đến cuối Giang Sách lại trông rất bình tĩnh, anh thản nhiên nói, thật ngại quá, tôi không nghĩ mình sẽ cần thứ này. Tâm lý và tố chất của tôi tương đối tốt, cho dù gặp phải thất bại lớn đến đâu cũng sẽ không tức đến mức hộc máu, chỉ có những người mang lòng dạ hẹp hòi mới cần dùng đến cái cáng này thôi. Những lời này đã thật sự chọc giận Rip, luận võ mồm thì Rip vẫn thiếu chút lão luyện. Anh ta hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, Giang Sách, nãy giờ tôi chỉ tán gẫu với anh thôi, một khi hoạt động gia công chính thức bắt đầu, thì tôi mỏi mắt mong chờ thứ anh cắt rũa gia công ra đều là đá thô tạp nham, để xem đến lúc đó anh còn cười được không. Giang Sách xua tay, sẽ không có chuyện đó đâu, toàn bộ số đá thô tạp nham đều bị anh mua rồi, cho dù tôi muốn tìm đá thô tạp nham để cắt rũa cũng đều rất khó. Anh, Rip đã muốn phát điên liên tục mắng thầm trong bụng, vốn dĩ anh ta muốn áp chế Giang Sách một chút nhưng nào ngờ mỗi một lời Giang Sách nói ra đều có thể chọc tức anh ta, rõ ràng mục đích anh ta đến đây không phải để ôm một bụng tức vào người. Giang Sách, vậy để tôi xem lát nữa anh còn có thể cười được không? Có thể chứ. Lúc này Đinh Phong Thành mới bước lên nói, xem, anh có tư cách gì mà đứng đây xem, bảo vệ đâu, mau lôi mấy tên khốn kiếp này ra ngoài cho tôi. Chờ đã. Giang Sách ngăn lại, vào cửa là khách, Tổng Giám Đốc Rip muốn xem buổi phát sóng trực tiếp quá trình gia công cắt rũa của chúng ta, vậy thì cứ để cho anh ta xem đi. Ai cũng biết lúc trước người ta đã dành ra mấy chục triệu chỉ để mua một đống đá thô tạp nham về để gia công, suýt chút nữa đã tức chết ở trên giường bệnh rồi, bây giờ người ta đến xem một chút cho đỡ hiền cũng không thể sao. Ninh Phong Thành gật đầu, được thôi, để bọn họ ở lại xem đi, nhưng nếu bọn họ dám gây sự thì tôi sẽ ném hết bọn họ ra ngoài ngay lập tức. Trong công tác bảo vệ Giang Sách, không ai có thể tích cực hơn Đinh Phong Thành. Giang Sách xua tay nói, đừng để người ta đứng không ở đó, cho bọn họ chỗ ngồi đi. Lập tức có một nhân viên phục vụ mang ghế đến cho Rip và đám người Đan Long Hưng, để họ có thể ngồi xem phát sóng trực tiếp quá trình gia công. Giang Sách nói, tất cả mọi người đều đã ngồi vào chỗ hết chưa? Thế thì hiện tại buổi phát sóng trực tiếp sẽ chính thức bắt đầu. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hàng trăm màn hình khổng lồ được lắp đặt xung quanh, tận mắt chứng kiến các bậc thầy gia công cắt rũa đá thô ngay tại chỗ, để chào đón hoạt động gia công lần này mỗi một thương hiệu đều cố gắng tuyển chọn những bậc thầy gia công giỏi nhất. Cuối cùng, hoạt động cũng chính thức bắt đầu. Nghệ nhân gia công đầu tiên đã nóng lòng bắt đầu cắt trước, nghe thấy âm thanh của máy cắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung về nơi đó. Chưa đầy 3 phút đã có một tiếng lạch cạch vang lên. Đá thô đầu tiên đã được cắt ra là đế vương lục, chỉ mới viên đầu tiên đã cắt ra đế vương lục, là một dấu hiệu rất đáng mừng. Giang Sách nhìn về phía Rip cười hỏi, thế nào? Rip vui vẻ, viên đá thô đầu tiên cũng không phải châu báu hằng tinh các người mà là của một công ty châu báu khác đúng chứ? Thế thì anh vui mừng cái gì? Giang Sách mỉm cười, được, vậy sau đây chúng ta cùng ngước nhìn viên đá thô của châu báu hằng tinh sẽ trông như thế nào? Trên màn hình số 37. Cảnh gia công viên đá thô của châu báu hằng tinh đang được phát trực tiếp trên màn hình, sau một loạt các thao tác viên đá thô đầu tiên của châu báu hằng tinh dần hiện ra, nhưng đáng tiếc nó không phải là một viên đá thô quá quý giá mà là một viên đá thô tương đối bình thường với hàm lượng ngọc trung bình. Không lãi cũng không lỗ. Giang Sách khẽ lắc đầu sau đó thở dài nói, ồ, mở đầu không tốt cho lắm, viên đầu tiên chỉ là một viên đá thô bình thường thôi. Rip không quá vui vẻ, rõ ràng lô hàng của anh ta đều là đá thô tạp nham. Làm sao có thể xuất hiện một viên đá thô bình thường chứ? Mặc dù Giang Sách không kiếm được tiền nhưng cũng không lỗ vốn, đây là một loại đá thô không được không mất. Chuyện này khiến Rip cảm thấy khá khó chịu, anh ta lạnh lùng nói, Giang Sách, vận may cũng anh cũng coi như không tồi rồi, viên đầu tiên lại có thể mở ra đá thô bình thường. Nhưng anh yên tâm đi, từ viên tiếp theo vận may của anh sẽ không còn tốt như vậy đâu, số đá thô còn lại đều là đá thô tạp nham mà thôi. Giang Sách nhíu mày hỏi, hình như anh rất hiểu rõ số đá thô của tôi nhỉ? Sao thế, lẽ nào trong số đó có thủ đoạn gì sao? Rip mỉm cười và không nói gì. Giang Sách nói, vậy thì tôi phải mở to mắt ra xem viên đá thô tiếp theo có phải là đá thô tạp nham hay không rồi. Cắt viên thứ hai của châu báu hằng tinh. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút viên đá thô thứ hai đã được cắt xong, là một viên tử mẫu lục. Giá trị của loại đá thô này tuy kém hơn đế vương lục một chút nhưng nó cũng là loại đá thô có chất lượng hàng đầu, vô cùng hiếm.
Giang Sách vỗ vỗ trước ngực của mình, sau đó nói, ồ, may là không phải đá thô tạp nham. Mặc dù rằng không phải đá thô đặc biệt cực phẩm nhưng có thể lấy ra tử mẫu lục cũng rất tốt rồi. Lần này mặt Rip đã bắt đầu hơi tái, anh ta nhìn Đan Long Hưng ở bên cạnh nói, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đan Long Hưng nhún vai, tôi không biết mà, đêm đó ngài dẫn chúng tôi đi làm việc, chúng tôi đều làm theo chỉ dẫn của ngài, mọi chuyện không thể như vậy mới đúng. Quả thật tối đó Rip dẫn mọi người đi làm việc, anh ta tận mắt chứng kiến những viên đá thô trong kho của Giang Sách bị đánh cháo, nhưng nếu thế thì... Chẳng lẽ Giang Sách vẫn còn dự trữ lượng đá thô khác ở trong kho sao? Không thể nào, sao có thể kịp dự trữ một lượng hàng lớn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chứ? Hơn nữa Giang Sách cũng không biết chuyện đá thô đã bị đánh cháo, vậy thì làm cách nào anh có thể tuyên chuyển số đá thô khác đến đúng lúc như vậy? Rip càng nghĩ càng không thể hiểu được, có thể đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, có lẽ trong số đá tạp nham kia sẽ lẫn một hai viên đá thô cực phẩm thôi. Tiếp tục xem đi, Rip nghiến răng nghiến lợi nói. Viên đá thứ ba được lấy ra trực tiếp khiến Rip lên máu, hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi. Ngọc Lục Bảo, là Ngọc Lục Bảo đấy. Viên đá thô thứ ba của châu báu hằng tinh đã trực tiếp lấy ra viên ngọc lục bảo, thuộc loại cao cấp nhất với giá trị vạn kim. Rip không nói nên lời, anh ta đến xem Giang Sách xấu mặt, xem Giang Sách bị người người chê cười, nhưng kết quả lại trơ mắt đứng nhìn Giang Sách phô trương, xem kỳ tích xuất hiện. Có chuyện gì vậy chứ? Không, không đúng, chuyện này không đúng. Rip vỗ ghế đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Giang Sách nói, đá thô của anh có vấn đề, chắc chắn anh đã động tay động chân với nó rồi. Chương 817, anh hùng luyến tiếc anh hùng. Giang Sách cười như không cười nhìn Rip, khiến cả người anh ta đều cảm thấy khó chịu. Tổng giám đốc Rip, anh đang nói gì vậy? Đá thô của mình tôi thì tôi động tay động chân làm gì? Rip cũng cảm thấy rằng mình đã nói sai, đồ của người ta thì động tay động chân làm gì? Nhưng không thể không nói, quả thật đã động tay động chân, bằng không không thể nào xuất hiện tình huống tất cả đều là đá thô cực phẩm. Số đá thô tạp nham của anh nhất thời biến thành đá thô cực phẩm, chuyện này sao có thể? Rip nghiến răng xem tiếp. Nhưng anh ta càng xem càng cảm thấy mất mát, khiếp sợ, ngày càng sôi máu. Trong quãng thời gian sau tiếp theo, Rip đã thật sự chứng kiến thời khắc kỳ tích, lô hàng của châu báu hằng tinh có chất lượng quá cao, gần như 1/3 số đá thô đều là cực phẩm. Không chỉ có châu báu hằng tinh, mà đá thô của các công ty châu báu khác cũng có tỷ lệ xuất hàng thô rất cao. Tầng lớp thượng lưu có mặt tại đây đều không thể nhìn tiếp được nữa, ai cũng giơ tay lên ra hiệu muốn mua ngay tại chỗ. Tôi đã mua viên đá thô tiếp theo của châu báu hằng tinh rồi. Tôi muốn mua viên tiếp theo. Kể từ lúc bắt đầu hoạt động lần này, Giang Sách đã nói rõ quy tắc với mọi người, mỗi viên đá thô trước khi cắt đều có thể thu mua. Mỗi viên đều có mức giá 30 vạn y như nhau. Mức giá này khá đắt, bình thường sẽ không đưa ra mức giá cao như vậy. Do đó mới đầu, mọi người đều mang thái độ chờ đợi, hoàn toàn không có ai muốn bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua, nhưng sau khi nhìn thấy từng viên đá thô cực phẩm liên tục xuất hiện, mọi người đều không thể chịu đựng được nữa. Bỏ 30 vạn để đặt cược là hoàn toàn xứng đáng. Theo tỷ lệ xuất hàng này, cứ 3 viên đá thô sẽ có một viên cực phẩm, nói cách khác, cứ 3 người sẽ có một người may mắn. Ai cũng muốn mình trở thành người may mắn. Nhất thời, không khí ở hiện trường trở nên sôi động. Mỗi viên đá thô trước khi cắt đều có người mua lại. Nhân viên công tác ở hiện trường sẽ tiến hành ghi tên, đánh dấu từng người một để đảm bảo không xảy ra sự sai sót. Càng nhiều người mua thì Giang Sách càng kiếm nhiều tiền. Mặc dù làm như vậy thì đá thô cực phẩm của anh sẽ bán khá rẻ, nhưng anh có thể nắm chặt mấy quan to hiển hách và tầng lớp thượng lưu này. Rồi buộc chặt bọn họ vào châu báu hằng tinh. Tiền có thể kiếm được bất cứ lúc nào, nhưng không có nhiều cơ hội để buộc chặt đám người này. Tâm tư của Giang Sách chính là tâm của Tư Mã Chiêu, ai cũng nhìn thấy, nhưng không ai có thể trốn thoát, mà mọi người đều cam tâm tình nguyện nhảy vào trong. Bởi vì nó thật sự rất có lời. Nhìn thấy mọi người đều vô cùng nhiệt tình, Giang Sách đã nắm chắc các mối quan hệ, Rip không thể chịu đựng được nữa. Anh ta một lòng muốn xem Giang Sách bị bẽ mặt, ai dè lại nhìn thấy là Giang Sách, diễu võ dương oai, khiến trái tim của anh ta vô cùng đau nhói. Tại sao? Tại sao lại trở nên như vậy? Rip không hiểu. Lô đá thô tạp nham mà anh ta đã sắp xếp ổn thỏa lúc trước đi đâu rồi? Anh muốn biết tại sao không? Giang Sách nhìn Rip khẽ cười hỏi. Rip lườm Giang Sách, không nói nên lời.
Giang Sách cười lạnh chỉ vào người bên cạnh Rip, anh cứ hỏi anh ta sẽ rõ thôi. Hả? Rip quay đầu lại, nhìn Đan Long Hưng đang ngồi bên cạnh. Lúc này, Đan Long Hưng không thể kiềm nén được nữa, mà cười ha hả đứng dậy nói, ôi chao, không được rồi, tôi không thể diễn tiếp được nữa, đến bây giờ tên ngốc Rip này vẫn chưa nhìn ra ông đây đang đùa bỡn cậu ư. Hai mắt của Rip đã đỏ ngầu. Đan Long Hưng, tên khốn này. Đan Long Hưng nhún vai nói, Rip, mụ nội nó anh vẫn còn mặt mũi để mắng tôi à? Ông đây đã đi theo anh nhiều năm như vậy, trước sau luôn hầu hạ anh, nhưng kết quả thì sao? Kết quả là tên khốn nhà anh lại kề dao vào cổ tôi, muốn lấy mạng tôi. Ông đây làm việc cho anh, vậy mà anh vẫn muốn lấy mạng tôi. Ha ha, xin lỗi, ông đây không hầu hạ nữa. Tôi nói rõ cho anh biết, là tôi đã gọi cho giám đốc Giang, thông báo trước cho cậu ấy biết về kế hoạch hành động của anh. Giang Sách tiếp lời anh ta nói, cũng may Đan Long Hưng đã mật báo, nên tôi đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Rip, anh một mực muốn đổi lô đá thô trong kho của tôi. Nhưng đó không phải là đá thô cực phẩm của tôi, mà là... Giang Sách ngừng một lát rồi cười xấu xa nói, lô đá thô mà anh đổi đó là đá vụn mà tôi đã sai người quét sơn lên. Đá vụn được quét sơn lên ư? Sắc mặt của Rip trắng bệch, tiếp tục bị Giang Sách đùa bỡn. Dù lô đá thô của anh ta tạp nham đến đâu thì đó cũng là đá thô, có thể lấy ra đá thô nhất định, bán được chút tiền. Nhưng anh ta lại đi đổi lấy là đá vụn đã được sơn lại. Nói không chừng Giang Sách đã sai người đi nhặt ở ven đường, là đá vụn thực thụ, không bán ra được một xu. Dùng đá thô đổi lấy đá vụn, có lẽ chỉ có Rip mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Giang Sách nói, Tổng Giám Đốc Rip, nếu anh không tin lời tôi nói thì có thể quay về nơi, cất bảo vật của anh để kiểm tra thử xem, rốt cuộc anh đã đổi lấy thứ gì, thì sẽ biết rõ ngay thôi. Anh ta còn phải kiểm tra nữa ư. Bây giờ cảnh tượng này đã đủ chứng minh lời nói của Giang Sách rồi. Rip tính tới tính lui, nhưng không thể tính tới việc cấp dưới lâu năm của mình lại bán đứng mình, đúng là chỉ còn thiếu một nước cờ nữa. Phụt, Rip hộc máu. Sức khỏe của anh ta vừa mới bình phục, không được cáu gắt, nổi giận. Ai dè vì bị Giang Sách chơi một vố, Rip đã hỏa khí công tâm, cực kỳ nóng nảy, tất nhiên cơ thể sẽ không thể nào chịu đựng được. Vết thương cũ cộng thêm vết thương mới cùng nhau bộc phát. Sắc mặt Rip tái mét, giống như chiếc lá rơi đung đưa trong gió. Anh ta chỉ vào mặt Giang Sách, định mắng nhưng không thể nào mắng ra được. Anh ta phải mắng chuyện gì đây? Chính anh ta đã chủ động trêu chọc người ta, nếu anh ta nhận thua, thừa nhận sự mạnh mẽ của Giang Sách, sẽ không có kết cục như bây giờ. Rip đã thua trong ba chữ, không chịu thua. Đối mặt với người khác, nếu anh ta không chịu thua thì còn có thể tranh giành một phen, nhưng đối mặt với Giang Sách thì anh ta thật sự không tranh nổi. Dù là mưu trí hay bản lĩnh, anh ta đều không thể so bì với Giang Sách. Cuối cùng, ngay cả cấp dưới đáng tin cậy nhất của mình cũng phản bội rời đi, Rip đã thất bại thảm hại. Ông cụ Ngô, con xin lỗi, con không thể nào tới thủ đô giúp đỡ cho thầy được. Bịch, Rip ngã xuống sàn. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng của anh ta, nhỏ xuống sàn, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong lòng Rip vẫn nhớ đến ông Ngô, nếu Đan Long Hưng có lòng trung thành như anh ta, có lẽ anh ta sẽ không thua. Tổng Giám Đốc, một đám người vọt lên, vây quanh Rip. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Rip, Giang Sách không khỏi thở dài, anh ta cần gì phải làm thế chứ? Mấy người mau đưa anh ta đến bệnh viện đi, Giang Sách lạnh nhạt nói. Đám thuộc hạ đó vội vàng khiêng Rip đặt lên cáng, chạy ra khỏi đại sảnh. Nói tới cũng nực cười, chiếc cáng này vốn là do Rip chuẩn bị cho Giang Sách, nói rằng hôm nay Giang Sách sẽ gặp phải thất bại lớn trong cuộc đời, không thể chịu đựng nổi mà hộc máu ngất xỉu. Nhưng kết quả thì sao? Thật nực cười. Cáng của Rip không hề chuẩn bị cho Giang Sách, mà là chuẩn bị cho bản thân anh ta. Hỏa khí công tâm, mất mạng ngay tức khắc. Nhìn thấy Rip bị khiêng đi, Đinh Mộng Nghiên liền đi tới hỏi, liệu anh ta có còn cứu được không? Giang Sách thở dài. Theo phán đoán về chuyên môn y học của anh, Rip đã chết rồi, dù được đưa đến bệnh viện cũng không thể cứu sống. Thật ra, Giang Sách không hề giết chết Rip, mà là bản thân Rip tự giết chính mình. Dù sao thì từ đầu đến cuối Giang Sách đều không chạm vào người Rip. Nhưng Rip vẫn bỏ mạng. Anh ta chết trong bốn chữ, bụng dạ hẹp hòi. Rip rất thông minh, vượt xa người bình thường, điều này đã khiến anh ta trở nên cực kỳ kiêu ngạo, nhưng trước mặt Giang Sách, anh ta lại liên tục thất bại, khiến anh ta khó mà chấp nhận được. Anh ta cứ liên tục nổi nóng, cuối cùng mới bùng nổ.
Grip đã tức đến mức hại mình mất mạng. Càng là lúc này, người vô tư càng sống lâu hơn, do đó có đôi lúc, vô tư chưa chắc đã là chuyện xấu. Tiếp tục hoạt động livestream, Giang Sách nói. Anh hùng luyến tiếc anh hùng, nhìn thấy kết cục của Grip, thật ra trong lòng Giang Sách cũng không mấy dễ chịu. Nhân tài thông minh trung thành như vậy, ai mà không quý trọng cơ chứ? Nhưng tiếc rằng Grip đã không cho mình cơ hội, khăng khăng đối đầu với Giang Sách đến cùng. Nếu anh ta sớm nghe lời ông Ngô đến thủ đô sẽ không rơi vào kết cục này. Trong lòng Giang Sách cảm thấy hơi chua xót, nhân tài như vậy cứ thế bỏ mạng, thật đáng tiếc. Hoạt động livestream vẫn tiếp tục diễn ra. Chuyện vừa mới xảy ra chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, ngoại trừ Giang Sách, thật ra mấy người khác đều không để tâm cho lắm, mà ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào những viên đá thô đang được cắt ra kia. Bình thường mấy quan to hiển hách này rất nghiêm nghị. Nhưng bây giờ lại giống như các ông các bà mua rau ngoài chợ, vì tranh giành đá thô mà, vỡ đầu chảy máu, lúc này lòng tham của con người đã được phơi bày rất rõ ràng. Cũng chính vì như thế, tiền vốn mà châu báu Hằng Tinh dùng để mua đá thô đã nhanh chóng được thu hồi, hơn nữa còn kiếm được không ít lợi nhuận. Tiết mục livestream cũng bước vào giai đoạn gay cấn tột độ. Ngoài người có mặt ở hiện trường, đám người ngồi trước màn hình cũng cực kỳ nhiệt tình. Mỗi hoạt động đặc sắc trước khi cắt đá đều có rất nhiều người tham gia, toàn bộ khán giả ở khu vực Giang Nam, thậm chí là cả nước đều tham gia vào hoạt động livestream lần này. Một cảnh tượng hiếm có trong lịch sử. Bốn chữ châu báu Hằng Tinh, leo lên đứng đầu bảng hot search, danh tiếng nhất thời lấn át các công ty châu báu xa xỉ khác. Lần này coi như châu báu Hằng Tinh đã có chỗ đứng vững chắc ở khu vực Giang Nam. Không chỉ như thế mà còn trở nên cực kỳ nổi tiếng khắp cả nước, thậm chí là trên thế giới. Tương lai sẽ không còn ai không biết đến thương hiệu châu báu Hằng Tinh. Lần này, Giang Sách đã đẩy độ hot lên ngút trời. Thấy đám đông kích động, Giang Sách khẽ cười lắc đầu, một mình rời khỏi đại sảnh. Anh là người thích yên tĩnh, hoàn toàn không muốn tham dự ở những nơi như này. Có lẽ sau hoạt động livestream này, anh sẽ giải ngũ về quê, không còn tham dự bất cứ hoạt động nào của châu báu Hằng Tinh nữa, dù gì với tình hình hiện tại, không ai có thể lay chuyển được châu báu Hằng Tinh nữa. Châu báu Hằng Tinh đã là cự vô bá danh xứng với thực. Giang Sách đứng một mình ở bên ngoài, rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tìm kiếm sự cân bằng giữa yên tĩnh và náo nhiệt. Chương 818, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trong văn phòng sang trọng của tòa nhà, hát, mang tính biểu tượng ở thủ đô. Ngô Tài người được gọi là, ông Ngô, đang ngồi trên ghế sofa được làm bằng da thật, tay kẹp điếu thuốc, hai mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không ở trước mặt. Điện thoại của ông ta bị ném xuống sàn một cách cực kỳ tùy ý, đồng thời tàn thuốc cũng vương vãi khắp sàn, chứng tỏ ông ta đã hút không biết bao nhiêu điếu và trong thời gian bao lâu. Trước đây, dù gặp phải chuyện buồn phiền đến cỡ nào, chỉ cần một điếu thuốc ông ta đã có thể bình tĩnh lại. Không có chuyện gì mà một điếu thuốc không thể giải quyết, nếu có thì hai điếu. Nhưng hôm nay, ông Ngô đã hút hết mười mấy hai mươi điếu, cũng không thể nào nguôi ngoai nỗi đau trong lòng, bởi vì học trò mà ông ta thương yêu nhất đã bỏ mạng. Khi nhận được tin giữ Rip chết thảm, ông Ngô cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ. Ông ta không có con, nên đã nhận nuôi ba đứa con. Trên danh nghĩa là quan hệ thầy trò, nhưng thực chất lại giống như tình cha con, cả ba đứa con đều là miếng thịt trong lòng ông Ngô. Nhất là Rip. Rip là đứa nhỏ nhất lại rất thông minh, ông Ngô cực kỳ thương yêu anh ta, bình thường ông ta sẽ không để cho anh ta đi đến những nơi nguy hiểm. Ví dụ như biên giới phía Tây. Trong mấy năm miệt mài ở biên giới phía Tây, ông Ngô thà một mình liều mạng chiến đấu, cũng không dẫn theo Rip, chỉ sợ Rip sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Bây giờ ngẫm lại, nếu lúc đó ông ta dẫn theo Rip, để anh ta sớm biết sự lợi hại của chiến thần Tu La, có lẽ Rip sẽ không làm chuyện ngu xuẩn hết lần này đến lần khác, đồng thời cũng không xuất hiện kết quả này. Đúng là nuông chiều tạo ra nghịch tử. Kể cả lần này, ông Ngô dẫn hai học trò khác ra sức làm ở thủ đô, ở đây lúc nào cũng gặp nguy hiểm. Cực kỳ không an toàn, nên ông Ngô mới không cho Rip đến đây, mà để Rip đến khu vực Giang Nam tương đối an toàn. Trên thực tế, quả thật khu vực Giang Nam không có nguy hiểm gì. Chí ít là trước giờ chưa có ai xuống tay với Rip, sở dĩ Rip chết là vì anh ta tự bức mình chết. Nghĩ đến đây, ông Ngô càng đau lòng hơn. Ông ta đang nghĩ, nếu ban đầu ông ta dẫn theo Rip về thủ đô thì làm gì có kết cục này. Chuyện đã đến nước này, ông ta có nói gì đi chăng nữa cũng đã quá muộn. Ông ta lại hút xong một điếu thuốc. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nỗi đau trong lòng ông Ngô không thể nào nguôi ngoai, ông ta đập mạnh xuống bàn,
nếu không phải điều kiện không cho phép, ông ta hận không thể xông thẳng đến khu vực Giang Nam, để báo thù rửa hận cho Rip. Giang Sách, tôi với cậu không thù không oán, nhưng cậu lại dồn con của tôi vào ngõ cụt. Tôi sẽ không để yên món nợ này đâu. Cho dù cậu là chiến thần Tu La thì sao chứ? Chỉ cần tôi có thể ổn định tình hình ở thủ đô, đến lúc đó, 10 chiến thần Tu La cũng không địch lại tôi. Thủ đô là trung tâm của quyền lực và tiền bạc. Ở đây, ngay cả chiến thần Tu La cũng không tiện sử dụng, bởi vì nơi này có quá nhiều nhân vật có địa vị quan trọng hơn chiến thần Tu La. Chỉ cần ông Ngô có thể ổn định tình hình, bám vào bất kỳ nhân vật lớn nào đó thì ông ta sẽ có thực lực thách thức với chiến thần Tu La. Bây giờ, điều ông ta cần phải làm chỉ có một chữ, nhẫn. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Cửa được mở ra, một cô gái có thân hình cao gầy buộc tóc đuôi ngựa đi vào, tầm 26-27 tuổi, xinh đẹp già dặn. Cô ta là Laura, đứa con thứ hai được ông Ngô nhận nuôi, cũng là học trò thứ hai của ông Ngô, sư tỷ của Rip. Thầy, con đã về rồi. Laura vẫn bình tĩnh như mọi khi, mặc dù cô ta đã nhìn thấy tàn thuốc vương vãi khắp sàn và bộ dạng cực kỳ sa sút của ông Ngô. Ông Ngô chẳng thèm liếc nhìn cô ta, mà tiếp tục châm một điếu thuốc, bắt đầu hút. Một lúc sau, ông Ngô như đang nói một chuyện chẳng hề quan trọng, Rip. Chết rồi. Sự thật nặng nề. Nhưng, Laura vẫn bình tĩnh như thể trái tim của cô ta được làm bằng đá, lạnh lùng đáp, sư đệ cậy tài khinh người, bụng dạ hẹp hòi, đối mặt với đối thủ bình thường thì còn có thể đối phó một cách dễ dàng, một khi gặp phải kẻ mạnh thực thụ thì chết là cái chắc. Chuyện này đã sớm nằm trong dự tính rồi. Đúng vậy, bọn họ đã sớm dự tính rồi. Ông Ngô liên tục thở dài, xua tay nói, chúng ta hãy nói chuyện chính trước đi, bên nhà họ chịu trả lời thế nào? Laura đáp, nhà họ chịu chỉ đồng ý âm thầm giúp đỡ, chứ không muốn ra mặt, đồng thời bọn họ yêu cầu chia 30% hoa hồng. 30% ư? Ông Ngô liên tục cười khổ, nhà họ chịu này đúng là đòi hỏi quá đà. Bọn họ giống như con chuột chỉ dám trốn trong bóng tối giở trò, chưa bao giờ dám ra mặt đối cứng. Đẩy hết mọi thù hận lên đầu chúng ta, vậy mà bọn họ còn không biết xấu hổ mở miệng đòi chia 30% hoa hồng. Thật vô liêm sỉ. Ông Ngô vô cùng giận dữ. Ông ta vừa phải làm người xấu, vừa không kiếm được bao nhiêu béo bở, mà lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ đối mặt với đòn tấn công của kẻ thù, thật sự chịu đủ rồi. Sau một hồi im lặng, Laura nói thầy, bây giờ không có nhiều thế lực muốn giúp chúng ta, thứ cho con nói thẳng, đừng nói là 30%. Cho dù nhà họ chịu đòi 60%, 90% tiền hoa hồng, chúng ta cũng phải đưa cho bọn họ. Đúng vậy, nếu ông ta không đưa thì sẽ không còn ai giúp đỡ bọn họ nữa. Ông Ngô nghiến răng nghiến lợi nói, được, con hãy đi tới nhà họ chịu một lần nữa, nói cho bọn họ biết, thầy đồng ý chia cho bọn họ 30% hoa hồng. Ông ta cần phải đứng vững, ổn định tình hình, lợi dụng thế lực nhà họ chịu để có chỗ đứng vững chắc. Chỉ có như vậy ông ta mới có thể trở nên lớn mạnh. Mới có thể báo thù rửa hận cho Rip. Cùng lúc đó, trong căn biệt thự cũ nát ở khu vực Giang Nam, cả nhà Giang Sách đang vui vẻ ngồi quanh bàn ăn. Ninh Phong Thành hồ hởi nói, Giang Sách, cậu giỏi lắm. Đã không hót thì thôi, vừa hót một tiếng đã chấn động lòng người, cậu vừa ra tay đã tiêu diệt được Rip. Bây giờ thì tốt rồi, châu báu hằng tinh đã hoàn toàn trở thành người đứng đầu trong giới châu báu khu vực Giang Nam. Mọi người cứ bình chân như vậy, chuẩn bị nằm không cũng kiếm ra tiền đi. Ninh Mộng Nghiên nối tiếp đề tài nói, nhưng em không thích Đan Long Hưng. Anh ta đã bán đứng, ông chủ của mình, đây là hành động của kẻ tiểu nhân. Ông xã, sau này anh hãy bớt tiếp xúc với hạng người như vậy đi. Giang Sách gật đầu đáp, anh chỉ hợp tác với anh ta lần này mà thôi, chứ không có ý định sử dụng anh ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu lần này không có anh ta mật báo, chúng ta sẽ không thể nào giải quyết Rip một cách suôn sẻ như vậy. Ninh Phong Thành hỏi, vậy sau này cậu định, xử lý, Đan Long Hưng thế nào? Giang Sách bình thản đáp, chẳng có gì cả, tôi đã cho anh ta 1.000 vạn rồi, sau này sẽ không còn quan hệ gì nữa. Không biết tại sao, tâm trạng của Giang Sách luôn rất tồi tệ, không giống như Giang Sách cực kỳ quyết đoán, đôi mắt sáng sủa ngày thường. Ninh Phong Thành và Đinh Mộng Nghiên liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy hơi bất ổn. Ninh Phong Thành hỏi, Giang Sách, sao tôi cứ cảm thấy cậu hơi kỳ quái vậy? Giang Sách mỉm cười lắc đầu nói, tôi chỉ hơi mệt mỏi mà thôi. Dứt lời, anh buông bát đũa xuống. Giang Sách do dự một hồi mới thở dài nói, đúng lúc mọi người đều có mặt ở đây, nên tôi có một chuyện muốn nói với mọi người,
đó là tôi sắp từ chức giám đốc thu mua của châu báu hành tinh. Hả? Nghe đến đây, mọi người trong bàn đều chết lặng. Bao nhiêu người tranh giành vị trí này đến vỡ đầu chảy máu, vậy mà Giang Sách lại chủ động từ bỏ. Tại sao? Chương 819, mệt rồi. Cả nhà đều vô cùng khó hiểu nhìn Giang Sách. Ninh Phong Thành đặt đũa xuống nói, Giang Sách, cậu hãy bình tĩnh lại đi. Bây giờ công việc đang rất tốt, lương thì cao mà việc thì ít, tại sao cậu lại không muốn làm cơ chứ? Cậu đã gặp phải chuyện gì không vừa ý trong công việc đúng không? Tô Cầm cũng lên tiếng khuyên nhủ, Sách Nhi, con có chuyện gì thì cứ kể cho mẹ nghe, đừng nhất thời kích động từ chức như vậy, không dễ gì con mới thoát khỏi bêu danh, bám váy đàn bà, nếu bây giờ từ chức sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Ninh Khải Sơn nhìn Giang Sách ở phía đối diện, trong lòng hơi bất mãn. Giang Sách có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay là chuyện quý hóa đến cỡ nào, tại sao lại đột ngột muốn từ chức cơ chứ? Chẳng hề có trách nhiệm của người đàn ông gì cả. Đối mặt với lời tốt bụng khuyên nhủ của mọi người, Giang Sách chỉ gượng cười đáp lại ba chữ con mệt rồi. Sau một hồi im lặng, anh lại bổ sung, hơn nữa, con không chỉ muốn từ chức giám đốc thu mua, mà còn từ chức. Mọi người đều nhìn Giang Sách. Ngoài vị trí giám đốc thu mua ra, anh vẫn còn chức vụ nào khác ư? Hình như là không, vậy anh định từ chức công việc gì? Giang Sách ngừng lại, không nói tiếp nữa. Anh vẫn còn một vị trí khác, lớn hơn rất nhiều so với giám đốc thu mua, nhưng Giang Sách không muốn làm tiếp nữa. Con ăn no rồi, nên ra ngoài đi dạo một lát. Giang Sách đứng dậy rời đi. Anh ra khỏi nhà, đi lang thang không có mục đích, cuối cùng ngồi xuống bên dòng sông nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh. Dưới sự cai quản của anh, bây giờ khu vực Giang Nam đã trở nên ngày càng phát triển. Cho dù bây giờ Giang Sách rời đi, khu vực Giang Nam cũng sẽ phát triển theo hướng lành mạnh hơn. Ba, em trai, chú Trình, con thật sự mệt rồi, chỉ muốn ngừng lại nghỉ ngơi một quãng thời gian. Mọi người có cảm thấy con rất tùy hứng không? Trận chiến 5 năm ở biên giới phía Tây không khiến Giang Sách cảm thấy mệt mỏi, nhưng sau khi quay về chưa đầy một năm lại khiến Giang Sách cảm thấy mệt mỏi, bởi vì anh đã tìm được cảm giác gia đình ở đây. Bây giờ, anh chỉ muốn tĩnh dưỡng sức khỏe trong tổ ấm nhỏ ấm áp, cách xa những thị phi kia. Ví dụ như chuyện của Rip. Đúng lúc này, Đinh Mộng Nghiên từ phía sau đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giang Sách, tựa đầu vào bả vai của anh. Ông xã, em xin lỗi. Hả, Giang Sách quay đầu nhìn cô, tại sao em lại đột ngột xin lỗi anh? Đinh Mộng Nghiên đáp, em đã ngẫm kỹ lại, trong quãng thời gian anh quay về, mọi người đều quá hà khắc, coi thường, khinh bỉ, chê bai anh, nhưng anh không hề oán trách, nếu đổi thành người khác, có lẽ đã sớm ly hôn với em rồi. Không những thế, trong quãng thời gian này, nhà họ Đinh chúng em có thể chống đỡ đều nhờ vào công lao của một mình anh. Em, ba mẹ, ông nội, anh hai đều được anh giúp đỡ rất nhiều, mang tới cảm giác an toàn và hạnh phúc cho mọi người. Cũng chính vì thế, gia đình em đều đã quen với việc này. Gia đình em đều quá ỷ lại anh, nếu không có anh, gia đình em không biết phải sống thế nào, nói ra thật nực cười. Ông xã, em xin lỗi, từ trước đến nay gia đình em chỉ biết đòi hỏi, chứ không biết đền đáp, để một mình anh gánh vác mọi áp lực, bỏ qua cảm nhận của anh. Chắc chắn là anh đã mệt lắm rồi đúng không? Có một người vợ như thế còn cầu mong gì nữa? Quả thật Giang Sách rất mệt mỏi, nhưng có một người vợ như Đinh Mộng Nghiên ở bên cạnh, dù mệt mỏi đến đâu anh cũng cảm thấy ngọt ngào. Anh ôm lấy Đinh Mộng Nghiên. Bà xã? Hả? Nếu anh từ bỏ tất cả, quay về thân phận người bình thường, liệu em có còn ở bên anh nữa không? Đây thật sự là lời chất vấn của linh hồn. Đinh Mộng Nghiên khẽ cười nhìn anh, lúc anh mới về nghèo rất mồng tơi, em có rời bỏ anh không? Trong 5 năm anh đi lính, em ở quá một mình, em có từng muốn ly hôn với anh không? Câu trả lời của cô rất hoàn hảo. Giang Sách càng ôm chặt Đinh Mộng Nghiên. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Sách bỗng rung lên, anh liền lấy ra xem, là một tin nhắn, đã xác định được danh tính của mục tiêu, ngài mau quay về đi. Là Tạ Mạnh Chí đội trưởng đội cảnh sát gửi đến. Xem ra đường dây của cha con nhà họ Thạch đã có sự tiến triển. Giang Sách thở dài, xem ra anh muốn nghỉ ngơi cũng phải đợi một quãng thời gian, ít nhất cũng phải giải quyết xong mấy chuyện ở trong tay mới được. Anh cất điện thoại đi nói, anh có việc rất quan trọng cần phải làm, nên phải ra ngoài một chuyến. Là việc của công ty ư? Không phải. Vậy là gì? À, Giang Sách cũng không biết phải nói thế nào với Đinh Mộng Nghiên. Nhìn thấy bộ dạng rối rắm của Giang Sách,
Đinh Mộng Nghiên nói, nếu anh không tiện nói ra thì không cần phải nói ra đâu. Ông xã, nhớ chú ý an toàn. Giang Sách đứng dậy rời đi, lúc đi được nửa đường thì đột ngột quay đầu lại nhìn Đinh Mộng Nghiên nói, bà xã, em hãy cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ nhanh chóng nói cho em biết mọi bí mật của anh. Dứt lời, anh liền chạy đi. Đinh Mộng Nghiên vuốt tóc. Mọi bí mật ư? Bí mật gì? Thật ra, là một người vợ, Đinh Mộng Nghiên đã sớm phát hiện ra Giang Sách luôn thần bí không biết đang làm gì, nhiều lần còn khóa máy, không biết người đã đi đâu. Cô luôn cảm thấy ngoài chức vụ giám đốc thu mua, Giang Sách còn có một thân phận khác. Cô từng muốn hỏi Giang Sách, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Nếu Giang Sách không chịu nói, nhất định là chuyện không tiện nói ra, nhưng cô tin tưởng Giang Sách, cho dù thân phận khác của Giang Sách là gì, thì có một chuyện không bao giờ thay đổi, đó chính là Giang Sách là chồng của cô, yêu cô sâu đậm. Bên này, Giang Sách nhanh chóng đi đến đồn cảnh sát, gặp Tạ Minh Chí. Anh đã tra ra mục tiêu rồi à? Đúng vậy. Tạ Minh Chí mở tài liệu ra cho Giang Sách xem, tổng phụ trách, sau một phen tìm kiếm, chúng tôi đã xác định được mục tiêu của cha con nhà họ Thạch mà lần trước ngài bảo chúng tôi điều tra ở trên hội nghị, đó là sinh viên trường Đại học Trịnh Bắc Dương. Giang Sách hỏi, anh nhìn ra bằng cách nào vậy? Tạ Minh Chí giải thích, đầu tiên, Trịnh Bắc Dương đã biểu hiện cực kỳ tốt trong sự kiện thuốc lần trước, hơn nữa sau khi uống thuốc của Thạch Khoan. Cậu ta không hề xảy ra bất kỳ tác dụng phụ nào, ngược lại còn sinh khí dồi dào, điều đó đã chứng tỏ thể chất của cậu ta chính là thể chất mà Thạch Khoan đang muốn tìm kiếm. Ngoài ra, dựa vào việc theo dõi chặt chẽ dạo gần đây của chúng tôi đối với cha con nhà họ Thạch, chúng tôi đã phát hiện ra bọn họ đang âm thầm chú ý đến Trịnh Bắc Dương, điều này đã đủ đáng nghi rồi. Tôi cảm thấy, rất có khả năng cha con nhà họ Thạch sẽ xuống tay với Trịnh Bắc Dương bất cứ lúc nào. Do đó tôi đã sắp xếp nhân viên cảnh sát âm thầm bảo vệ Trịnh Bắc Dương 24/24. Giang Sách gật đầu, Tạ Minh Chí đã làm rất tốt chuyện này. Nhưng dựa vào sự hiểu biết của Giang Sách về Thạch Khoan, lão già này chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn cấp thấp, nếu chỉ cử người đến bảo vệ Trịnh Bắc Dương, e rằng cũng vô ích. Giang Sách hỏi, anh có điều tra ra dạo gần đây Trịnh Bắc Dương đang làm gì không? Tạ Minh Chí gật đầu, tôi đã điều tra. Dạo này Trịnh Bắc Dương đang qua lại rất thân thiết với Thạch Khoan. Ồ, tình hình là thế này. Tạ Minh Chí kể lại những chuyện đã xảy ra cho Giang Sách nghe, nghe xong, Giang Sách khẽ cau mày, đúng như dự đoán, Thạch Khoan định dùng thủ đoạn nham hiểm hơn để đối phó với Trịnh Bắc Dương. Chương 820, Mạo hiểm một phen. Thư viện Đại học Y khoa. Giang Sách ngang nhiên đi vào, xuyên qua các hàng ghế, cuối cùng ngồi xuống vị trí đối diện với một nam sinh đeo kính. Nam sinh đó chẳng hề ngẩng đầu lên nói, ngại quá bạn học, chỗ ngồi của bạn đã có người ngồi rồi, mời bạn đổi chỗ khác. Giang Sách lạnh nhạt nói, Trịnh Bắc Dương, tôi có đôi lời muốn nói với cậu, sẽ không ngồi quá lâu đâu. Nam sinh đeo kính ở trước mặt chính là, mục tiêu, Trịnh Bắc Dương. Anh ta tò mò ngẩng đầu lên nhìn, sau khi nhìn thấy Giang Sách thì sửng sốt, rồi cười khẩy khinh thường. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là anh Giang Sách giám đốc thu mua của châu báu Hằng Tinh tiếng tăm lừng lẫy. Cậu biết tôi à? Tất nhiên rồi, lần trước anh tới trường của chúng tôi làm ầm ĩ như vậy, làm sao có người không biết anh chứ? Lần trước, Giang Sách đã vạch trần Thạch Khoan trước mặt mọi người, ai dè lại bị hiệu trưởng và toàn bộ giáo viên sinh viên trong trường đuổi ra ngoài. Quả thật đã gây ra động tĩnh rất lớn. Giang Sách nói, chuyện lần trước đã chứng minh những gì tôi nói là sự thật. Trịnh Bắc Dương gật đầu, đúng vậy, sau đó đã có rất nhiều bạn học đều đổ bệnh. Quả thật viên thuốc đó có vấn đề, hiệu trưởng Thang tiền nhiệm cũng đã giải thích nguyên nhân với mọi người, nhưng... Anh ta nhìn chằm chằm Giang Sách nói, tôi không tin. Không tin ư? Giang Sách hỏi, cậu không tin chuyện gì? Tôi không tin vào nhân phẩm của anh. Trịnh Bắc Dương nói, sau đó tôi hiểu rõ, thật ra chuyện này hoàn toàn không phải là lỗi của ông Thạch Khoan. Ông ấy thật sự muốn tặng thuốc. Đối tốt với chúng tôi, đơn thuốc mà ông Thạch Khoan đưa ra cũng không có vấn đề gì, mà tất cả đều là lỗi của công ty dược phẩm. Sự thật cũng chứng minh như thế, cảnh sát đã bắt giám đốc công ty dược phẩm, kết tội ông ta, nhưng ông Thạch Khoan lại bình an vô sự. Điều này chứng tỏ ông Thạch Khoan không có vấn đề gì. Giang Sách lắc đầu cười khổ. Cảnh sát vẫn chưa thể xuống tay với Thạch Khoan, không phải là vì Thạch Khoan vô tội, mà là chưa đến lúc trừng trị Thạch Khoan. Đầu óc của chàng thanh niên này quá đơn giản rồi đó. Đồng thời, Trịnh Bắc Dương chỉ vào mặt Giang Sách nói, tôi cảm thấy xấu hổ về hành vi của anh. Hả?
Anh tưởng mình nắm được chút nhược điểm của ông Thạch Khoan thì có thể lật đổ ông ấy ư? Ha ha, anh cũng quá ngây thơ rồi đó. Trên đời này, ta không bao giờ thắng chính, giang sách, hạng gian thương làm đủ mọi chuyện xấu như anh. Tôi khuyên anh hãy làm lại người, đừng tiếp tục nảy sinh ý đồ xấu với ông Thạch Khoan nữa. Giang sách cực kỳ cạn lời. Giới trẻ ngày nay đều bị gì vậy? Anh tốt bụng nhắc nhở bọn họ đừng bị mắc lừa, sự thật cũng đã chứng minh những gì anh nói đều là sự thật, ai dè Trịnh Bác Dương vẫn không tin anh. Anh ta không những không tin mà còn nghi ngờ nhân phẩm của Giang Sách. Anh thật sự muốn say rồi. Giang Sách xua tay nói, mấy chuyện này đều không quan trọng, hôm nay tôi đến tìm cậu cũng không vì mấy chuyện này. Vậy anh đến tìm tôi làm gì? Tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường, theo anh thấy, tôi có đáng bị lợi dụng không? Trịnh Bác Dương không hề nể mặt Giang Sách. Giang Sách kiên nhẫn nói, tôi biết, gần đây cậu rất thân thiết với Thạch Khoan, là vì bệnh tình của mẹ cậu đúng không? Vừa nhắc đến vấn đề này, sắc mặt của Trịnh Bác Dương liền thay đổi. Giang Sách nói tiếp, mẹ cậu đau ốm quanh năm, năm cậu thi đại học đã từ bỏ nhiều trường tốt như vậy, nhất quyết đăng ký vào ngành y, để học y thuật, giúp mẹ chữa khỏi căn bệnh dai dẳng. Chuyện này rất đáng khâm phục. Gần đây, bệnh tình của mẹ cậu ngày càng nặng hơn, nên cậu đã hơi hoảng loạn. Với năng lực của cậu vẫn chưa đủ trình độ để chữa bệnh cho mẹ của cậu, đúng lúc này, Thạch Khoan đã đến tìm cậu. Chắc chắn ông ta đã nói với cậu rằng, ông ta có cách chữa khỏi bệnh của mẹ cậu đúng không? Cậu đã lựa chọn tin tưởng ông ta, dù gì ông ta cũng là nhân vật đứng đầu trong giới y học, có kinh nghiệm khám chữa bệnh hàng chục năm, nếu nói còn ai có thể chữa khỏi bệnh của mẹ cậu, tất nhiên phải là Thạch Khoan rồi. Trịnh Bác Dương lạnh lùng nhìn Giang Sách. Một lúc sau, anh ta khinh thường nói, tôi thật sự không nhìn ra, anh đã điều tra rất tỉ mỉ về tôi. Giang Sách nhắc nhở, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một chuyện, đừng quá thân thiết với Thạch Khoan, ông ta không hề có năng lực chữa khỏi căn bệnh dai dẳng của mẹ cậu. Mà mục đích ông ta tiếp cận cậu chỉ là vì nhận được sự đền đáp lớn hơn từ trên người cậu, bởi vì cậu là mục tiêu của ông ta. Trịnh Bác Dương không thể nghe nổi nữa. Anh ta đập bàn đứng dậy nói, thật nực cười. Tôi chỉ là sinh viên đại học nghèo rất mồng tơi, gia đình ông Thạch Khoan có thể nhận được sự đền đáp gì từ trên người tôi. Tôi không cho phép anh sỉ nhục ông Thạch Khoan như thế. Anh đừng tưởng tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, anh định lợi dụng tôi để bôi nhọ ông Thạch Khoan, giống như lần trước anh đã làm đúng không? Tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu. Trịnh Bác Dương chỉ về phía cửa thư viện, đây là đại học y, nếu anh không phải là sinh viên hoặc giáo viên trong trường, càng không phải là phụ huynh của sinh viên thì có tư cách gì mà ngồi ở đây. Cút, anh mau cút ra ngoài cho tôi. Những lời này rất đanh thép mạnh mẽ. Các sinh viên xung quanh đều bị thu hút tầm mắt, sau khi nhìn thấy Giang Sách đang ngồi đối diện với Trịnh Bác Dương, vẻ mặt của mọi người đều rất phức tạp. Lần trước bọn họ đều đã hiểu lầm Giang Sách. Nhưng Giang Sách có thật sự là người tốt hay không? Mỗi người nói một kiểu, không ai có thể nói rõ, nói tóm lại. Trong lòng của hầu hết mọi người đều tình nguyện tin tưởng Thạch Khoan hơn Giang Sách. Thấy Trịnh Bác Dương vẫn ngu xuẩn mất khôn, Giang Sách chỉ biết lắc đầu, đứng dậy nói, tôi đã nói hết những gì tôi muốn nói rồi, Trịnh Bác Dương, cậu hãy tự cẩn thận. Dứt lời, Giang Sách liền xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của anh, trong lòng Trịnh Bác Dương vừa tức vừa lo lắng. Phi, thứ gì thế không biết. Trong lòng Trịnh Bác Dương, Thạch Khoan là thế hệ đi trước hiền lành tốt bụng. Càng là vị cứu tinh duy nhất giúp mẹ của anh ta bình phục, làm sao Trịnh Bác Dương có thể cho phép Giang Sách tùy ý sỉ nhục, phỉ báng như vậy. Trịnh Bác Dương không thể nào bình tĩnh lại để đọc sách, đành phải thở dài rời khỏi thư viện. Anh ta dứt khoát rời khỏi trường quay về nhà. Bác Dương về rồi đấy à? Bảo mẫu trong nhà đến giúp Trịnh Bác Dương đặt sách xuống. Trịnh Bác Dương đi thẳng vào phòng, ngồi xuống bên giường, nhìn mẹ mình đang nằm trên giường, trong lòng sốt sắng. Ba của anh ta mất sớm, từ trước đến nay đều do một mình mẹ nuôi nấng anh ta lớn khôn. Mẹ của anh ta bị bệnh kinh niên, lúc trẻ còn đỡ, không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng bây giờ tuổi tác đã cao, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Nửa năm gần đây, bệnh tình của mẹ anh ta đã nghiêm trọng đến mức không thể bước xuống giường. Cứ theo tình hình tồi tệ này, có lẽ chưa đầy một tháng nữa, anh ta phải chuẩn bị lo hậu sự. Bản thân Trịnh Bác Dương là sinh viên y khoa. Nên biết rõ tính nghiêm trọng của tình hình, rất có khả năng mẹ của anh ta sẽ không qua khỏi tháng này. Do đó anh ta mới sốt sắng như thế. Bác Dương! Mẹ! Trịnh Bác Dương nắm chặt tay mẹ hỏi, mẹ muốn ăn gì? Để con đi mua cho mẹ.
Mẹ chẳng muốn ăn gì cả. Bác Dương, mẹ chỉ muốn nói cho con biết, mẹ không còn sống được bao lâu nữa, đợi mẹ đi rồi, con phải chăm sóc bản thân thật tốt. Mẹ, không đâu, mẹ đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Con đã liên lạc với bác sĩ Thạch Khoan rồi, ông ấy nói có cách chữa khỏi bệnh của mẹ, bây giờ đang nghiên cứu đơn thuốc, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Hai, bác Dương, con còn không biết tình hình của mẹ ư. Con đừng làm phiền người ta nữa. Không đâu, không phiền đâu mẹ. Trịnh bác Dương càng nói càng đau lòng, không kìm được rơi nước mắt. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta bỗng đổ chuông. Trịnh bác Dương lau nước mắt, cầm điện thoại lên xem, nhất thời vui mừng khôn xiết, là Thạch Khoan gọi tới. Alo, bác sĩ Thạch, ông tìm tôi có chuyện gì không? Bác Dương, tôi đã nghiên cứu ra đơn thuốc cho mẹ của cậu. Bây giờ cậu có rảnh không? Mau đến chỗ của tôi một chuyến đi. Tôi rảnh, tất nhiên là tôi rảnh rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Vậy tôi đợi cậu. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh bác Dương vui mừng khôn xiết, nắm chặt tay mẹ nói, mẹ, bác sĩ Thạch đã nghiên cứu ra đơn thuốc rồi, bây giờ con sẽ đi qua đó, mẹ sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Dứt lời, anh ta liền căn dặn bảo mẫu vài câu, rồi vội vã rời đi. Chưa đầy 40 phút, anh ta đã có mặt ở xã y học của Thạch Khoan. Bác sĩ Thạch, tôi đến rồi. Cậu đến đây. Thạch Khoan bảo Trịnh bác Dương ngồi xuống bên cạnh mình, rồi lấy toa thuốc ra đặt xuống bàn. Đây là toa thuốc do tôi và rất nhiều đồng nghiệp trong xã y học cùng nghiên cứu ra, tôi tin rằng nó có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ của cậu. Thật không? Bác Dương, cậu cũng học y, cậu cứ kiểm tra thử thì biết tôi có nói thật hay không. Trịnh bác Dương nóng lòng cầm toa thuốc lên, kiểm tra từng loại thuốc ghi trên đó. Vài loại thuốc đầu tiên cũng khá đáng tin, tất cả đều nhắm vào căn bệnh của mẹ anh ta, nhưng đáng tin thì đáng tin, mấy loại đó vẫn quá bình thường. Mấy năm nay, Trịnh bác Dương đều đã sử dụng mấy loại thuốc này, chẳng có loại nào hiếm lạ. Anh ta tiếp tục nhìn xuống bên dưới. Lúc đọc đến loại thuốc thứ 10, Trịnh bác Dương nhất thời sửng sốt. Quyết minh tử ư? Loại thuốc quyết minh tử này mang tính hàn, mà mẹ của anh ta cũng mang thể âm hàn, nếu sử dụng vị thuốc này, chẳng phải sẽ càng thúc đẩy bệnh tình, khiến mẹ của anh ta chết nhanh hơn à? Trịnh bác Dương khó hiểu hỏi, bác sĩ Thạch, có phải vị thuốc quyết minh tử này không ổn cho lắm? Thạch Khoan cười hỏi, bác Dương, cậu biết rất nhiều loại thuốc, mấy năm nay cậu cũng sử dụng không ít loại thuốc, nhưng kết quả thế nào? Trịnh bác Dương thở dài đáp, tôi đã sử dụng rất nhiều loại thuốc, nhưng không có hiệu quả gì mấy, cùng lắm chỉ có thể tạm thời khắc chế. Vậy thì đúng rồi, Thạch Khoan giải thích, các loại thuốc mà cậu sử dụng quá bảo thủ, bình thường, giống như các loại thuốc khác trong toa thuốc này, mặc dù có lợi cho bệnh của mẹ cậu, nhưng không thể trị tận gốc, mà chỉ tạm thời khắc chế, rồi nhanh chóng tái phát. Hơn nữa còn ngày càng nặng hơn. Anh ta đã sử dụng loại thuốc quá bảo thủ ư? Trịnh bác Dương cau mày, quả thật anh ta có hơi bảo thủ, nhưng vị thuốc quyết minh tử này quá khoa trương, đây không phải là bảo thủ, mà là muốn đẩy mẹ của anh ta vào chỗ chết. Thạch Khoan nhìn ra nỗi nghi hoặc của anh ta. Bác Dương, cậu không hiểu tại sao tôi lại dùng quyết minh tử đúng không? Quả thật, quyết minh tử mang tính hàn, mà mẹ của cậu cũng mang thể hàn. Nhìn bề ngoài, việc sử dụng quyết minh tử có vẻ càng khiến căn bệnh trở nên trầm trọng, nhưng cậu chỉ biết một mà không biết hai. Trịnh bác Dương chân thành xin chỉ bảo, bác sĩ Thạch, sinh viên thiếu hiểu biết, mong ông hãy chỉ rõ hơn. Thạch Khoan vuốt râu nói tiếp, tôi sử dụng vị thuốc quyết minh tử này, mục đích là để mạo hiểm một phen, dùng chiêu lấy độc trị độc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 820.